Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình và Vitas sẽ có 2 phút để vẽ tất cả những trái quỷ mà mình muốn. Và sau khi vẽ xong, tụi mình phải sử dụng nó để PvP với nhau. Và ai đạt được 5 điểm trước sẽ trở thành người chiến thắng. Nhưng mà trước tiên thì tụi mình cần phải quay vòng quay này để quyết định xem là phải vẽ trái quỷ theo cái mức gan nào. Ôi, phát đầu tiên ra Legendary. Yes sir. Thì để cho các bạn dễ hiểu, đó chính là nếu mình quay ra Legendary thì mình chỉ được vẽ mấy trái Legendary thôi. Còn nếu mà lỡ quay ra trái Common thì các bạn biết phải sử dụng trái nào rồi đấy. Ok, tới được em nè. Mong là mới đắt ra trái đỏ lỏ tí nha, chứ Legendary. Ui, no, đừng nó mythical nha. Nè, là cái chuyện đó bro, đâu dễ em. Rồi, em sẵn sàng chưa? Ok, em sẵn sàng vẽ rồi đó. Let's go. Anh hơi lắc quá, không biết vẽ được hay không nữa. Các bạn nhìn mình vẽ cái này thì cũng biết là trái gì đúng không? Em tính vẽ trái gì Phúc? Anh đoán nha, trái sao đúng không? Anh mà không nghĩ em vẽ đâu vậy hả? Trái Legendary rồi các bạn, chắc chắn là mình đã sẽ vẽ trái sao rồi. Đâu có dễ đoán vậy. Đấy, các bạn nhìn ra trái gì chưa? Cũng khá là dễ đoán đúng không? Tại mình vẽ đẹp mà, nhìn phát biết ngay á chứ. Trời ơi, quá đẹp luôn. Để mình vẽ thêm cái má hồng cho nó nữa. À, kawaii, dễ thương ghê ha. Đấy, dễ thương chưa? Bây giờ thì tô màu phía dưới thôi. Mà màu này thấy có vẻ hơi sai sai đúng không? Rồi, ok, anh xong đó, hết 3 phút rồi đó nha. Sẵn sàng chưa? Rồi, rồi. Xong chưa? Rồi, 1, 2, 3. Ủa? À đây rồi. Nhầm, tưởng đâu không xài được chứ. Ôi lắc kìa, cái gì vậy? Ôi. Đây rồi, đó đó. Tao biết ngay là chứ sao mà. Mà xấu quá vậy? Ôi anh đoán chứ sao rồi. Đúng được có mỗi cái màu, quách đâu. Sẵn sàng vô đất, lâu rồi không BBB đó. Ok, sẵn sàng cho anh ăn đập rồi nè. Vô nha, không được bật tập đó nha. Vô. Mày ơi, nhầm chiêu đó, cứ xài cái này là quên dữ hoài ba. Em đứng yên mà anh chưa đánh trúng đó ta. Đứng yên đi, mày giỏi đứng yên đi. À, ảo, ảo. Đâu có quên chiêu các bạn à. Đừng có ảo đâu. Đâu có quên chiêu các bạn à. Đâu có quên chiêu các bạn ơi. Nè nè, ảo đi. Ơi, đau đi Phúc. Đau mà. Ảo đi Phúc. Đau. Đau không? Đau. Ui. Em xin lỗi đây kìa. Em mới láo á, em mới là thằng láo không? Mày. Né họ. Ken chết luôn, cần gì phải né, anh Ken chết được mà. Mày. Rồi, không được thì nó chết. Chết. À. Gì ta? Ai út mà. Trái tủ của em không? Xin tự giới thiệu với em, thật ra anh chính là Do Flamingo. Lúc trước anh chơi gà chứ đó lắm mà ta. Rồi, sẵn sàng cho chiến thứ hai vô mày đá. Ok luôn. Ok, để xem vòng quay thứ hai này mình sẽ quay được trái loại nào đây. Mong là mythical nha. Ê, hello. Rare. Tại sao lại là rare chứ? Nè bro, anh không nghĩ là quyết định tốt đâu nha. Nhưng mà không sao, vì đắt chưa quay mà, biết đâu nó ra được cái độ hiếm ơi. Anh kỳ vãi, anh chầu quẹo hả? Có đâu, come on man. Rồi, sẵn sàng chưa? Trời ơi, chấp bao nhiêu chấp. Trái rare thấy vậy chứ cũng ít trái xịn lắm Phúc ơi, thật sự luôn á. Mới vẫn xịn hơn cơ mình. Mạnh của em có trái rocket mạnh muốn chết. Trời anh vẽ gì vậy trời? Anh vẽ gì vậy trời? Chắc vẽ xấu lắm hay gì nè. Xấu đâu, hỏi các bạn fan coi, anh có bao giờ vẽ xấu đâu mà em nói. Trời anh ảo. Em phải thấy trái quỷ của anh em mới biết được Phúc à. Rồi em xong luôn rồi đó. Anh vẽ xong mình cứ thấy sao ấy. Thôi kệ, mình nghĩ chắc cũng đẹp mà đúng không? Mình nghĩ là các bạn sẽ thấy đẹp á. Rồi ok, biến hình, let's go. Yes sir. Ui đẹp vậy ta. Tính ra nhìn xong cũng đẹp á chứ. Trời trái em cái gì có cái chân gà mà nó vậy. Cái huy hiệu của em á. Ờ à, nhìn giống con cung vậy. Ôi cái chữ ký mà, cái chữ B mà viết ngược. Rồi, nói chung hai anh em dễ còn đẹp á, let's go. Đầu hàng đi mày đắt. Rồi, cool song. Ảo kìa. Em giơ tay lên đi, giơ tay đầu hàng. Ảo. Giơ tay đầu hàng trước khi quá muộn. Trời ơi, trời. Ủa, chứ băng V1 hay gì vậy? Băng. Không phải đâu, nhầm đấy, sao V1 được? Ừ, trái rocket vừa mạnh dữ vậy, có phải là trái common thiệt không vậy? Tao là trái rare đó. Chưa đâu anh bay này cô. Quá. Ủa sao kẹt đây ơi. Nhìn em có giống quan tâm không lần. Thiệt ra nãy giờ anh chạy á là để anh hồi chiêu 2 phút à. Mày ơi, thì ơi, lắc ơi. Em biết anh làm. Ơi bị lắc các bạn ơi, cay vậy. Này thì biết. Rồi mày chết bình thường. Ảo hả? Đóng băng mày nè cu. Ấy, dám bay vô luôn. Độ không tuyệt đối. Ờ, đâu, không đâu.
quá dễ. Cao tơ chiêu hả? Cao tơ chiêu hả? Ê, ai ơi, cơ hội. Trời ơi, trời. Ơi, ảo à, đòi ăn. Anh nghĩ trận chiến này kết thúc thiệt rồi Phúc ơi. Thua hai trận nữa là mình hết gỡ rồi các bạn. Em ngồi nặng quá, nó sập cái cầu hay gì rồi. Để hờ nữa, làm như anh không ngồi vậy đó. Lần này mình cho Vy Đắc nó hết cơ hội nữa các bạn ơi. Sẵn sàng chưa? Và đó chính là, ui, thiệt luôn kìa. Chém mi thiết cầu. Yeah bro, yes sir. Người đầu tiên được chém mi thiết cầu. Nhưng mà chưa chắc thắng. Em ảo nữa Phúc, để coi em ra trái gì mà em dám gáy dữ vậy. Và đó chính là trái Incomon. Incomon đúng không? Ra của rare đúng chứ mấy cầu. Rồi bắt đầu. 2 phút bắt đầu, cút đi. Trái mì thịt cầu mình sẽ sử dụng trái tủ của mình luôn nha các bạn. Không nhường với đất đâu. Em muốn nghe gợi ý về trái quỷ của anh không? Kisune. Anh đâu phải là con người mà sử dụng trái quỷ mạnh tới mức đó em. Trái của anh là con gà. Con gà hồi tiền sử. Ừ, vô này các bạn hỏi đòi coi mặt em quá trời. Em nghĩ chừng nào mới cho các bạn coi mặt em vậy? Không, chừng nào mà mình đi chơi chung với lên trong hè này mình mới quay vlog để show mặt rồi các bạn à. Ok, chắc tầm khoảng tuần 2 tuần nữa nha các bạn. Mấy nay mình ít ra video rồi cũng do mình phải đi làm răng á. Phải đẹp trai cái đã các bạn hiểu không? Ui mà hôm nay anh dễ đẹp dữ vậy trời. Các bạn thấy mình dễ đẹp không vậy? Nếu như các bạn cũng thấy mình dễ đẹp thì nhớ kéo xuống dưới cho mình một like và đăng ký nha. Chứ hôm nay mình dễ có siêu đẹp luôn. Ui, siêu phẩm luôn các bạn ơi. Ngầu vãi cái trường. Xong luôn rồi đó. Rồi, 1, 2, 3. Của anh nè. Trời ơi, sao? Ủa gì em vẽ gì cái hình vuông vậy đây? Trong khùng lại cho đẹp. Trái mắt ma gì màu cam. Hay còn khủng long của anh giờ T-Rex đó. Nhưng mà bị cắm sừng hơi dài phải. Cái này giống cũng phải gọi là 1910 đó nha. Cựa của em thì mấy? Em á chắc tầm 1-2-3 vậy đó. Anh biết là em đang quảng sợ đúng không mày Trần? Vãi cơ quảng sợ. Làm gì hả? Giơ tay đầu hàng hay vậy Phúc? Em giơ tay đầu hàng hả? Kìa sao em giơ tay đầu hàng vậy? Không phải. Cũng phải thua thôi. Nói với anh lén. Lén đâu? Anh đánh thẳng mặt em về mà em kêu anh đánh lén. Rồi, mày xong. Hút lại. Mày xong, không biết ai. Bảy cái đàm rồi đúng không? Bảy cái đàm đau chưa? Sao nửa cái máu các bạn? Cái này đau quá. Nè, cạp mày là cu. Hút độc. Kiều hả ta? Pháp kiều hả? Đừng nhờ với T-Rex. Biến hình T-Rex. Chạy các bạn ơi, gây đam cho nó rồi, chạy thôi. Đau dữ rồi đó. Ủa sao T-Rex anh màu trắng vậy? Ui T-Rex đổ hiếm 1/1 tỷ các bạn ơi. Đừng có chạy Phúc ơi, đâu vậy? Em ảo à. Ai ảo, biến hình một cái là chết. Ok, thì đến với vòng quay tiếp theo. Để xem coi lần này anh sẽ ra được độ hiếm nào đây. Và đó chính là, wait what? Legendary nữa. Bữa nay em quyết định phải thắng một trận không thôi. Lỡ cái bạn fan của em thấy nhục quá rồi sao? Phải lấy lại danh dự. Danh dự thì anh nghĩ là có mới lấy là được. Chứ nãy giờ có thắng chừng nào đâu mà đòi lấy lại danh dự. Và trái tôi sẽ là trái. Oh yeah man. Xui vậy. Kệ đi, trái gì em cũng đánh thắng anh được hết. Incomon thì mình nghĩ chắc Vy Đắc dễ chơi flame thôi các bạn ơi. Gì chứ nãy giờ Vy Đắc này mình đọc nó như cái cuốn sách vậy á. Legendary là hình như anh được dễ cho Mochi đúng không ta? Thôi với Mochi là với mấy con á. Đùa các bạn fan thôi. Các bạn fan cũng đang tưởng là mình sẽ dễ cho Mochi đúng không? Nhưng mà thật ra là không. Xem nè. Mình nghĩ các bạn đoán được trái gì đúng không? Yes sir, chính là nó đó các bạn ơi. Em mà dễ xấu nó là hồi không cho xài trái đó luôn á nha. 2 phút là cũng nhiều lắm mà ta, xem dễ xấu dữ vậy. Rồi, 1, 2, 3, let's go. Ôi, biết ngay là chết flame à. Ôi, giống như anh vẽ đẹp vậy ta. Chứ sao, trái của em vẽ nhìn kỳ kỳ thôi nha. Nhìn như anh chết flame luôn á. Rồi, không nói nhiều nữa, bắt đầu luôn nha. Kết thúc ván đấu đi, anh còn đi xem anime Kimetsu no Yaiba nữa. Em đứng ngay đó mà không bị cái đam nè. Ui, trái flame nó đốt băng của anh hay sao á. Nè. Đó, thấy không các bạn, thấy mình thông minh không? Rồi giờ ném. Solo. Solo đi em. Lạnh chưa, cảm thấy được cái lạnh cái mùa đông chưa? Nung. Ơi ơi, bay chạy ra chỗ khác. Chưa mà chạy à. Pha đó thì ghén thiệt các bạn ơi. Ơi mà chưa dắt của anh nãy giờ không trúng nha. Vy Đắc nó chạy dữ quá các bạn ơi. Mày, ủa sao không trúng vậy? Đứng yên luôn mà kêu mình chạy nữa thì mình chạy. Nè, đứng yên đi. Đứng yên luôn. Ây da, chứ Blizzard này ít đam quá. Ít chạy. Ai. Rồi, xe bông chạy thì mình cũng chạy thôi. Các bạn ơi. Yes. Này chạy, thằng này nghĩ nó chạy được mình, nghĩ nó chạy được quá. Mày gượt. Chảo chiêu đó mà trúng được mình hay vậy ta. Kẹp, ai da.
Cái flame nó có cái bung bay khó chịu các bạn, mình không dí theo được. Thôi coi như nhường bị đắc mặt trận đi các bạn ơi. Thiệt luôn á, cái flame phải cắm chịu ép nó mới được. Ấy, Mythical, yes sir. Anh ăn cái gì mà hên vậy? Đừng đùa với anh, ăn trái quỷ Mythical chứ ăn gì em. Rồi, được thôi, tới lượt em nè. Coi như trận nãy là mình nhường cho nó có gọi là cái danh dự đi các bạn ơi. Rồi, biết ngay mà, biết ngay mà. Về đây. Mythical luôn. Vê đắc ăn ở không tốt nha các bạn. Em hết may mắn rồi Vê đắc. Để xem coi mình sẽ vẽ trái quỷ nào đây. Nãy xài trái T-Rex là trái tủ của mình rồi đúng không? Quýnh với cái Tsune chắc Vê đắc chịu không nổi các bạn ơi. Nó thiệt luôn á. Nghĩ sao xài trái Rare mà đòi đánh bại trái Mythical. Trái này thật sự vẽ các bạn phải cần cái sự tập trung rất là cao luôn. Bởi vì nó là một trái cực kỳ khó vẽ. Sơ sức một tí thôi là nó sẽ thành trái bột liền chứ không có thành trái mochi các bạn hiểu không? Thì sau khi các bạn che thế này chúng ta chỉ cần bùm, wow, một trái quỷ không còn gì để chê nữa. Trái chuối không? Trái lai mà ta. Trái này trái chuối chứ lai gì không nội. Trái lai mà nhìn giống vậy. Các bạn ơi, chúng ta không thể nào chấp nhận trái lai nhìn như thế này được. What the hell? Anh cho em tới 2 phút để vẽ được không? Vẽ có 30 giây là sao mày? Anh phải dạy cho một bài học mới được Vê đắc à. Vô. Mày. Ảo. Mày. Ui sao cái chiếc xe của anh bị phá rồi? Quái gì vậy? Tam bro. Mày bro. Ảo à. Đứng trên trời. Chém mấy cò đánh đau thiệt các bạn à. Mình sẽ đứng đây mình nã. Là sao nữa? Đúng. Rồi bắn. Rồi bắn chiêu trúng thiệt không vậy? Vê đắc nó tưởng làm gì nó thông minh các bạn ơi. Đâu đánh được các bạn. Nè, không quên. Được rồi. Nè, không quên. Đâu rồi, em đâu rồi, em chạy đâu rồi. Anh nói rồi. Nãy giờ em đứng yên chỗ nha. Nãy giờ em đứng yên chỗ không được nói vậy nha. Anh nói rồi, cái chiêu đó không có hiệu quả đâu Phúc à. Rồi. Bắt đi, xong bắt gì. Yes. Này thì bắn. Mày, má này không trúng ta. Quá. Đòi trúng đúng không? Đòi trúng đúng không? Anh cứt dịch này cơ. Mày. Lại đi, nó bị lỗi. Thiệt, em không thấy chi vết cho anh quăng ra một trận nữa, trận cuối luôn. Giống như là hai trận này dùng trái quỷ luôn vậy. Cái đó không chấp nhận được. Con đàn bà lắm siêu này. Rồi, nó nhiều quá. Em thèm chiến thắng đúng không? Nè. Dạ. Ảo, đau chưa? Đau chưa? Ây da. Cái nãy là mình nhường, cái lúc ở trên cây là mình đi combo rồi mình nhường, bây giờ mình sẽ bay. Nó bay không thể nào đánh trúng được. Ok Phúc ơi. Ok Phúc ơi. Ok luôn Phúc ơi. Bro á, chai gì mình vậy? Ô, ơi, mất chiêu rồi, cây vậy. Mày ảo. Ui ăn hên vãi, không chấp nhận clip sau mình. Ui cái sao nè, em rớt cái sao nè. Đâu, ui rớt mày thử rồi. Trời, em mới kéo xuống like video của anh đúng không? Đúng rồi, em mới like video em thấy hùa nhiều quá. Em like video coi có thắng được không á. Trời ơi, biết ngay mà, like video random phát là ra chiếc bị xịn. Ui.